Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một mô hình máy đếm sản phẩm tự động do nhóm review mới sáng chế. Để hoàn thành được cái sản phẩm này thì chúng ta cần một số cái module và các thiết bị phụ trợ. Thì ở đây mình cần là module hồng ngoại TCRT loại 5000. Đây là module hồng ngoại. Tiếp đến là động cơ giảm tốc RBM116, loại này chạy 12V. Tiếp đến nữa là dây co nhiệt, cái này thì để mình dùng là làm băng tải. Không thể thiếu được là một vi xử lý. Ở đây thì mình sử dụng luôn kit 89S52 loại V1. Đây. Đây là các cái thiết bị mà phụ trợ cho để hoàn thành được cái sản phẩm mô hình đánh máy đếm sản phẩm. Một số cái nữa như LCD và module điều khiển động cơ. Đây. Thì các bạn có thể mua kèm. Ở đây thì mình giới thiệu qua về chức năng của các cái sản phẩm này. Ví dụ như kit 89S2V1 thì cái này dùng để xử lý các cái tín hiệu đầu về từ cảm biến hồng ngoại đưa về. Đây là cảm biến hồng ngoại. Đấy. Đưa về vi xử lý sẽ xử lý tín hiệu và hiển thị lên LCD. Đồng thời vi xử lý cũng có chức năng điều khiển bật tắt băng tải. Đây là động cơ giảm tốc 116 RPM. Hoạt động ở điện áp dài áp 12V. Đây là dây co nhiệt loại phi 25. Thì loại này thì mình để làm băng tải. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái sản phẩm mô hình của mình chạy thử. Cùng đồng thời là mình sẽ giới thiệu về các cái vị trí lắp ghép các cái module này ở trên cái mô hình. Ở vị trí này thì hiện tại hệ thống đang ở trạng thái tạm dừng, tức là số lượng sản phẩm cũng đang bằng 0. Mình nhấn Start ở trên cây 1 thì hệ thống bắt đầu quay, chạy và chuyển sang số lượng đếm. Thì ở đây mình sẽ dùng một viên pin. Để gần nhau một chút. Đây, số lượng nó đếm lên 1. Chạy nhanh. Rồi, số lượng 4. Ok. Thì cái mô hình này nó sẽ hoạt động như sau. Mình sẽ giới thiệu qua về nguyên lý hoạt động của nó. Ở đây có một cái cảm biến hồng ngoại như mình đã giới thiệu là sử dụng module hồng ngoại TCRT 5000. Cảm biến này sẽ bắt tín hiệu khi mà có vật cản đi qua, tức là sản phẩm chạy qua sẽ báo qua chân data dữ liệu truyền về chân của vi điều khiển. Đồng thời vi điều khiển xử lý tín hiệu và đếm cái số lượng sản phẩm hiển thị lên LCD. Ở trên bàn điều khiển thì có thêm nút Start Stop để điều khiển cái động cơ băng truyền. Ở đây mình đang được lập trình cho hai cái nút nhấn cây 1 và cây 2 để on up cái động cơ qua một cái module sử dụng một con tip 41. Ở đây mình sẽ dừng động cơ này. Đấy, thì động cơ băng tải sẽ dừng Start này. Đồng thời LCD cũng chuyển về trạng thái nhé, đếm này, Stop này. LCD cũng dừng về chuyển về trạng thái tạm dừng này. Đấy. Còn cái băng tải này thì mình sử dụng cái gen co nhiệt loại 25 P25. Thì cái mô hình này là mô hình sản phẩm máy đếm sản phẩm tự động do nhóm review mới chế tác. Mong nhận được sự hứng ứng từ phía các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.